Bản tin trưa ngày 16 tháng 9 đã xác định được nghi phạm trong vụ ám sát mới nhắm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cảnh sát lên tiếng khi ông Trump tiếp tục bị ám sát hụt. Ông Putin có thể thử hạt nhân nếu phương Tây cho Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa. Thượng Hải hủy hàng trăm chuyến bay để ứng phó với bão Bobinka. Số người chết vì lũ lụt ở Myanmar tăng lên 113 và một số cập nhật đáng chí khác. Kim Chi xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin trưa của Đại Kỳ Nguyên. Hôm nay là thứ hai ngày 16 tháng 9, vừa rồi là phần điểm tin, sau đây là nội dung chi tiết. Cập nhật vụ án sát mới nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump Nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật xác nhận về Fox News rằng nghi phạm trong vụ ám sát lần thứ hai nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump đã được xác định là Ryan Wesley Root, 58 tuổi. Root bị cáo buộc mang theo một khẩu súng trường tấn công bên ngoài câu lạc bộ gôn quốc tế Chamber West Palm Beach, Florida khi cựu Tổng thống đang chơi gôn vào chiều Chủ nhật ngày 15 tháng 9. Nhà chức trách cho biết nghi phạm đã đẩy được nòng súng xuyên qua hàng rào bên ngoài câu lạc bộ. Ông ta cách cựu Tổng thống Trump khoảng 274 đến 457 mét mật vụ phát hiện ra rút và nổ súng. rút sau đó đã trốn thoát trên một chiếc Nissan màu đen nhưng nhanh chóng bị chính quyền bắt giữ. Ông ta bị phát hiện mang theo hai chiếc ba lô và một máy quay GoPro. Khẩu súng trường AK-47 được tìm thấy trong bụi cây bên ngoài sân gôn. Đây là nỗ lực ám sát lần thứ hai nhắm vào ông Trump trong vòng hai tháng qua trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần. Trong tuyên bố gửi người ủng hộ sau đó, cựu Tổng thống Trump khẳng định ông vẫn khỏe và an toàn. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa cũng nhấn mạnh, không ai có thể khuất phục được ông, tôi sẽ không đầu hàng. Cảnh sát lên tiếng khi ông Trump tiếp tục bị ám sát hụt Theo CNN, Cảnh sát trường hạt Bamberg, Bradshaw cho biết an ninh cho cựu Tổng thống Donald Trump bị giới hạn do ông không còn là Tổng thống đương nhiệm. Ông Bradshaw nói trong cuộc họp báo hôm 15 tháng 9 rằng, sân gôn của ông Trump được bao quanh bởi các bụi cây. Vì vậy khi có ai đó đi vào bụi cây, họ hầu như không bị phát hiện và ở cấp độ như hiện tại, ông ấy không còn là Tổng thống đương nhiệm nữa. Cảnh sát trường Brasso cũng nói nếu ông Trump là Tổng thống đương nhiệm, chúng tôi đã bao vây toàn bộ sân gôn này. Nhưng vì ông ấy không phải nên an ninh chỉ giới hạn ở những khu vực mà mật vụ cho là có thể. Vì vậy, tôi hình dung rằng lần tới khi ông ấy đến sân gôn, có lẽ sẽ có nhiều người hơn một chút xung quanh Chubi. Nhưng mật vụ đã làm chính xác những gì họ nên làm. Hiện cơ quan mật vụ đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền để điều tra, trong khi tòa Bạch Ốc đã được thông báo về vụ việc. Tuyên bố từ tòa Bạch Ốc cho hay, tổng thống và phó tổng thống đã được thông báo về sự cố an ninh tại sân golf quốc tế Trump, nơi cựu tổng thống Trump đang chơi golf. Họ nhẹ nhõm khi biết rằng ông ấy vẫn an toàn, họ sẽ được nhóm của mình cập nhật thông tin thường xuyên. J.D. cho biết ông đã nói chuyện với cựu Tổng thống Trump, người đang có tinh thần tốt. Ứng cử viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa J.D. Vance cho biết, ông đã nói chuyện với cựu Tổng thống Donald Trump sau sự cố an ninh ở Florida vào hôm Chủ nhật trước khi tin tức được công khai. "Tôi mừng vì Tổng thống Trump vẫn an toàn," ông Vance viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. "Tôi đã nói chuyện với ông ấy trước khi tin tức được công khai và thật ngạc nhiên là ông ấy vẫn rất vui vẻ." Ông J.D. Vance nói thêm rằng, "Chúng ta vẫn chưa biết nhiều điều, nhưng tối nay Tôi sẽ ôm chặt các con mình và cầu nguyện để bày tỏ lòng biết ơn. Bà Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ cùng người đồng hành tranh cử Tim Watt, cực nói họ vui mừng khi hay tin ông Trump vẫn an toàn, đồng thời nhấn mạnh bạo lực không có chỗ đứng ở nước Mỹ. Ông Putin có thể thử hạt nhân nếu phương Tây cho Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa. Hôm 15 tháng 9, hãng tin Reuters dẫn lời ba nhà phân tích cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể trả đũa nếu phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Gerhard Mangot, một chuyên gia an ninh tại Đại học Innsbruck ở Áo, nói với Reuters rằng ông nghĩ có khả năng, mặc dù theo quan điểm của ông là không chắc chắn, rằng Nga có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân. Họ đã thực hiện mọi sự chuẩn bị cần thiết. Họ có thể cho nổ một vũ khí hạt nhân chiến thuật ở đâu đó, ở phía đông đất nước, chỉ để chứng minh rằng Họ có ý đó khi họ nói rằng cuối cùng chúng ta sẽ dùng đến vũ khí hạt nhân. Đại sứ Nga Vesely Nebenzia phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 13 tháng 9 rằng NATO sẽ trở thành một bên trực tiếp tham gia vào hành động thù địch chống lại một cường quốc hạt nhân nếu nước này cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa chống lại Nga. Họ không nên quên điều này và nghĩ đến hậu quả, ông Nebenzia tuyên bố. Eric Kim, chuyên gia về vũ khí tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Chính sách An ninh ở Hamburg, cho biết ông không loại trừ khả năng Putin sẽ chọn cách gửi một thông điệp hạt nhân nào đó, ví dụ như thử vũ khí hạt nhân để đe dọa phương Tây. Nga đã không tiến hành thử vũ khí hạt nhân kể từ năm 1990, một năm trước khi Liên Xô sụp đổ, và theo ông Kim, một vụ nổ hạt nhân sẽ báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên nguy hiểm hơn. Trong trường hợp của Anh, cựu cố vấn điện Kremlin, sẽ Sergei Markov cho biết trên nền tảng mạng xã hội, Telegram vào hôm 13 tháng 9 rằng Moscow có thể tuyên bố London đã chuyển từ chiến tranh hủy nhiệm với Nga sang hành động xâm lược vũ trang trực tiếp nếu London cho phép ký bắn hỏa tiễn Storm Shadow vào Nga. Ông Marcos dự đoán Nga có thể sẽ đóng cửa Đại sứ quán Anh tại Moscow và Đại sứ quán của nước này tại London, tấn công vi cơ không người lái và chiến đấu cơ của Anh gần Nga, ví dụ như trên Biển Đen và có thể tấn công tiêm kích F-16 chở hỏa tiễn Storm Shadow tại các căn cứ của họ ở Romania và Ba Lan. Trung cư ở Kharkiv bị tấn công, một người chết và 42 người bị thương. Nhà chức trách Ukraine cho biết một quả bom dẫn đường của Nga vào ngày 15 tháng 9 đã bắn trúng một tòa nhà chung cư nhiều tầng tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, gây ra hỏa hoạn và khiến một người thiệt mạng cùng 42 người bị thương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói vụ tấn công mới nhất càng cho thấy được các đối tác phương Tây cần phải cung cấp hệ thống phòng không cho Kyiv, cũng như cho phép sử dụng vũ khí tấn công vào các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố phương Tây sẽ chiến đấu trực tiếp với Nga nếu nước này cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng hỏa tiễn tầm xa do phương Tây sản xuất. Thượng Hải huyền hàng trăm chuyến bay để ứng phó với bão Bobinka. Kính thưa quý vị, Bão Bominka mang theo những trận cuồng phong dự báo sẽ đổ bộ thành phố Thượng Hải, Trung Quốc trong ngày 16 tháng 9, với sức gió có thể lên tới 144 km h Để ứng phó, giới chức Thượng Hải đã di rời hơn 370.000 người dân, hủy hàng trăm chuyến bay và sự kiện ngoài trời, tạm dừng các tuyến tàu điện ngầm từ ngày 15 tháng 9. Chính quyền thành phố cũng khuyến cáo người dân không tụ tập đông người và gia cố nhà cửa, đồng thời kêu gọi các tàu thuyền về cảng để trú ẩn. Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão từ màu cam lên màu đỏ vào 18 giờ ngày 15 tháng 9. Thành phố Thượng Hải, nơi sinh sống của khoảng 25 triệu cư dân, đã kiểm tra hệ thống thoát nước, khai triển lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp gồm 200 người, tuần tra cơ sở hạ tầng cứu trợ lũ lụt và hạ mực nước sông xuống 2,4 m để chuẩn bị ứng phó với mưa lớn và nguy cơ ngập lụt. Các thành phố lân cận ở tỉnh Giang Tô và Chiết Giang cũng đã chuẩn bị ứng phó với tác động của bão Bobinka trong đó tỉnh Chiết Giang đã di rời hơn 9.000 công nhân khỏi một khu công nghiệp. Số người chết vì lũ lụt ở Myanmar tăng lên 113. Kính thưa quý vị, số người chết vì lũ lụt ở Myanmar đã tăng lên ít nhất 113, tính đến tối 14 tháng 9. Chính quyền quân sự của nước này cho biết hôm 15 tháng 9, sau những trận mưa lớn do bão Zagi gây ra, tàn phá các khu vực Đông Nam Á. Ít nhất 320.000 người đã phải di rời và 64 người vẫn mất tích theo cập nhật của người phát ngôn chính phủ Joe Minton. Thời tiết bất lợi do Gia Kỳ, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào châu Á trong năm nay, đã giết chết hàng trăm người ở Việt Nam và Thái Lan và nước lũ từ các con sông dâng cao nhấn chìm các thành phố ở cả hai quốc gia. Lũ lụt ở Myanmar bắt đầu vào ngày 9 tháng 9 với ít nhất 74 người thiệt mạng tính đến hôm 13 tháng 9 theo các báo cáo của truyền thông nhà nước. Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2 năm 2021 và bạo lực lan tràn tại nhiều vùng rộng lớn của đất nước. Reuters cho hay có nhiều báo cáo về số người chết và lửa đất tăng lên, nhưng việc thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng bị hư hại và đường dây điện thoại và Internet bị đứt. Truyền thông nhà nước cũng đưa tin rằng 5 con đập, 4 ngôi chùa và hơn 65.000 ngôi nhà bị lũ lụt phá hủy Khoảng 1 phần 3 trong số 55 triệu người dân Myanmar cần được hỗ trợ nhân đạo, nhưng nhiều cơ quan viện trợ, chẳng hạn như Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, không thể hoạt động ở nhiều khu vực do hạn chế tiếp cận và rủi ro an ninh. Tại Việt Nam, tính đến 7 giờ ngày 15 tháng 9, bão Gia và mưa lũ sau bão đã làm 348 người chết và mất tích, trong đó có 281 người chết, 67 người mất tích. Ngoài ra bão lũ còn khiến 1.921 người bị thương phi hành đoàn SpaceX trở về nhà an toàn do nhiệm vụ lịch sử. Kính thưa quý vị, sáng 15 tháng 9, nhóm phi hành đoàn tham gia nhiệm vụ Polaris Door của SpaceX đã đáp xuống vịnh Mexico về lại trái đất, khép lại sứ mệnh kéo dài 5 ngày lên quỹ đạo, bao gồm chuyến đi bộ ngoài không gian tư nhân đầu tiên trên thế giới. Theo đài truyền hình CNN, Tàu vũ trụ Crew Dragon chờ bốn phi hành gia đã hạ cánh ngoài khơi bờ biển Dry Tortugas, bang Florida lúc 3 giờ 37 phút sáng ngày 15 tháng 9 theo giờ miền Đông Mỹ. Sứ mệnh Polaridor đã đi vào lịch sử khi đạt đến độ cao lớn hơn bất kỳ độ cao nào mà con người từng đi trong năm thật niên. Chuyến đi bộ ngoài không gian được thực hiện vào sáng sớm ngày 12 tháng 9 cũng đánh dấu lần đầu tiên một sứ mệnh như vậy được hoàn thành bởi một nhóm phi hành gia tư nhân tham gia. Trong quá trình thực hiện sứ mệnh không gian, việc trở về trái đất được đánh giá là một trong những trạng nguy hiểm nhất. Để về nhà an toàn, tàu vũ trụ Crew Dragon phải trải qua quá trình đốt quỹ đạo, xuyên qua phần dày nhất của bầu khí quyển trái đất. Trong quá trình này, tàu vũ trụ đạt đến nhiệt độ cực cao lên tới 1.900 độ C do áp suất và ma sát gây ra khi va chạm với không khí, trong khi vẫn di chuyển với tốc độ khoảng 27.000 km h Nhiệm vụ lúc này của nhóm phi hành gia là duy trì ở nhiệt độ dễ chịu bằng tấm chắn nhiệt của Crew Dragon nằm ở đáy khoang rộng 4m. Việc kéo ngược lại không khí sẽ bắt đầu làm chậm phương tiện trước khi Crew Dragon bung dù để giảm tốc độ hạ xuống. Sau khi chạm xuống bề mặt đại dương, các đội cứu hộ đã có mặt sẵn để sẵn sàng ứng phó kéo tàu ra khỏi mặt nước. Trước khi các phi hành gia rời khỏi khoang, các tổ kiểm tra sẽ thực hiện nhiệm vụ đánh giá an toàn và cuối cùng đưa các phi hành gia trở về đất liền thưa quý vị bản tin trưa của đại kỷ nguyên đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong các bản tin tiếp theo